ngay tìm cả ngày không thấy luôn, về tối rồi anh lên đây thăm em bé luôn á. Vâng. Thế giúp anh nghe nói nhá. Vâng. Mấy ngày rồi. Con chân dép và con tí rồi. Con chân dép này em phải cái hôm mà tôi được có đôi dép gì ạ? Ui, để lên xe này. Đây sẽ được cái xe này. Rồi, có đôi dép. Cái xe này là cái phố rồi. Trường trường hợp là phải báo bên địa bàn ở bên dưới thôi, ở bên xã dưới thôi để người ta mở rộng cái phạm vi tìm kiếm ra, chứ còn ở trên địa bàn mình là có rồi. Báo cáo bên tỉnh, bên tỉnh. Đây về con nhà đó à? Anh đến à? Hôm nay con đến thăm bé. Có tí quà nên cho em bé này, em uống sữa chưa? Chưa. Tôi lấy sữa đây cho em bé uống này. Đây, anh uống cho. Anh có muốn đây, cho em bé. Đây, lấy sữa cho em bé này. Cảm ơn chú nha. Cảm ơn chú nha. Có thể đây nha, nếu anh có mua thức ăn đồ đặt cho em bé trong này rồi. Lấy sữa cho em bé uống à? Hai mẹ con ở ngoài nữa hả? Vâng. Mẹ em đâu rồi? Không biết đâu rồi. Nào lấy tôi em bé uống nào. Ừ. Anh chị em tình trạng như thế nào thì hộ em tìm mẹ đưa bé đi ạ. Ừ, nếu không tìm được thì em không nói đó nhé. Vâng. Này, anh có đi tìm rồi nhưng mà vẫn còn chưa thấy tin tức của mẹ đưa bé đâu, chắc là không tìm thấy nữa đâu. Không tìm thấy nào. Em cố gắng mua đứa bé này. Thế em cố gắng chăm sóc nó nhé. Này em bé ngoan rồi, tôi rất đói lắm rồi không? Em bé ngoan quá. Bây giờ anh có mua quà về đây xong rồi anh có mua cháo gì đấy cho em bé nhé, xong rồi đói rồi lấy cho em bé nhé. Anh đến thăm em bé như thế này anh về nhé. Bye em bé nha. Bye chú nha. Bye em bé nha. Bye chú nha. Đi đi rồi. Bye bye chú nha. Tôi lại đến thằng con nha. Tôi lại đến thằng con nha. Một sữa em bôi dùng cho con nha. Ăn thử qua nhé. Là cái chú kia này. Đấy, chú kia cái gì? Đấy là đồ của con. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.